Nhìn vào 5 điểm này là biết người có đạo đức tốt. Quý vị thân mến, để đánh giá nhân phẩm một người được chính xác, điều cần nhất là phải giữ sự bình tĩnh, không nóng vội và một quan điểm, một tâm thái khách quan. Việc này tưởng như phức tạp, khó khăn, nhưng thực tế không hề khó. Quý vị chỉ cần dựa vào 5 điểm này, nhất định sẽ nhận ra nhân phẩm, đạo đức thật sự của một người. Người đạo đức tốt nhìn qua 5 điểm này là biết. Thứ nhất, có đạo đức với cha mẹ, người thân. Tôi từng đọc được một câu nói rằng, nho nhã, lễ độ với người ngoài, rất có thể chỉ là sự khéo léo, giảo hoạt trong đối nhân xử thế. Còn thái độ tốt đối với những người mà mình yêu thương mới là nhân cách thực sự ăn sâu vào tận xương tủy mỗi người. Làm thế nào để biết được nhân phẩm chân thực nhất của một người? Rất đơn giản, hãy nhìn vào thái độ cư xử của họ trước người nhà. Bởi trước mặt người nhà, họ sẽ tháo bỏ tất cả mặt nạ ngụy trang, thể hiện bản chất chân thực nhất của mình. Những kẻ sĩ diện thích lấy lòng người ngoài để được khẳng định thường không cư xử tốt với những người thân xung quanh họ. Bởi năng lượng tích cực họ đã sử dụng hết với người ngoài. Còn khi đối mặt với người nhà, họ chỉ còn năng lượng tiêu cực và bản tính cục cằn của mình mà thôi. Ở công ty nọ, có một nhân viên mới tên Trương. Trương đối với đồng nghiệp thì khiêm tốn lễ độ, đối với khách hàng thì nhẫn nại lễ phép, làm việc cũng rất chăm chỉ. Dần dần, Trương được sự tín nhiệm của mọi người. Có dự án gì mới mà không làm kịp, mọi người đều giới thiệu cho Trương. Thế nhưng sau này, vì một số chuyện nhỏ mà khiến mọi người lại nhận thức lại về con người của Trương. Có lần, công ty tổ chức tiệc ăn uống, nhân viên có thể đưa người nhà đi cùng. Trương bận bịu giúp bà chị La bên nhân sự gọi món cho mọi người. Đối với ai cũng nhiệt tình chu đáo cả. Trong lúc mọi người đang ăn uống tưng bừng, vợ của Trương vì sợ chồng mình uống nhiều nên có cảm giảm vài câu. Trương lập tức thay đổi sắc mặt và quay sang quở mắng vợ. Sao cô phiền phức thế nhỉ? Chuyện của tôi, cô đừng xen vào. Đàn bà con gái nhiều chuyện. Không có việc gì nữa thì cô về trước đi. Xong rồi Trương lại vui vẻ nói cười với đồng nghiệp như thường. Một lần khác, Trương vừa vui mừng hớn hở nói chuyện điện thoại với khách hàng xong thì người nhà gọi đến. Trương cau có bực bội. Cô làm sao thế? Chuyện bé tí thế mà cô cũng không giải quyết được thì cô còn làm được gì nữa hả? Mỗi việc chồng con mà cũng chẳng ra hồn. Sao lúc xin tiền lại tích cực chủ động thế? Đồng nghiệp nghe xong, ai cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Dù áp lực có lớn đến mức nào, cư xử với người nhà như vậy, thực sự khiến người khác đau lòng. Sau này, nghe đồng nghiệp kể, có lần Trương đòi ly hôn, xong còn đòi cả đối phương bù đắp tổn thất tinh thần. Một người mà ác ngôn với người nhà nhưng lại cung kính trước người ngoài thì cần phải đặt dấu hỏi lớn về nhân phẩm của họ, bởi thái độ cư xử với người nhà luôn ẩn chứa những phẩm chất chân thực nhất của một người. Ngược lại, những ai luôn đối xử ôn nhu, hòa ái và lễ độ với cha mẹ hay người thân thì đó quả là một người có nhân phẩm tốt. Càng là những người gần gũi thân thiết với mình thì lại càng nên cố gắng giữ thái độ hòa nhã, dễ chịu nhất có thể. Những người có thể làm được như vậy nhất định là người khiêm tốn lịch sự, có giáo dưỡng, có trách nhiệm, nhất định sẽ được những người khác yêu mến, tin tưởng và muốn kết thâm giao. Thứ hai, đạo đức với cách đối nhân xử thế. Muốn biết một người có đạo đức hay không thì hãy nhìn vào cách họ đối nhân xử thế. Nghe một người đánh giá về người khác như thế nào cũng là cơ hội để phán đoán được phẩm hạnh của người ấy. Cả nam hay nữ đều không ngoại lệ. Nếu một người có nhân phẩm cao thượng thì khi đánh giá người khác sẽ công bằng, ngay thẳng và khách quan. Nếu một người có lòng dạ hẹp hòi sẽ luôn có cách nhìn thiên kiến và cực đoan khi đánh giá người khác. Người mà trong lòng tràn ngập tư tâm, đố kỵ chỉ đánh giá về những khiếm khuyết, những mặt chưa được của người khác thì chính là lòng bao dung của họ chưa đủ. Những kẻ sống ích kỷ, vô đạo đức thì luôn lợi dụng tình hình để hưởng lợi. Họ luôn thường xuyên cố gắng tìm ra sơ hở của người khác để tìm kiếm lợi ích nhất định về cho bản thân, dù dưới bất kỳ tình huống nào.
đương nhiên là kể cả lúc người khác đang gặp khó khăn. Người có đạo đức lại khác, họ luôn biết cho đi nhiều hơn là nhận lại. Sống biết mình, biết ta, luôn biết nghĩ đến người khác. Muốn biết một người có nhân phẩm cao hay thấp, hãy nhìn cách họ đối xử với những người yếu thế. Tại khu vực phồn hoa nhất của thành phố, có một cô gái xinh đẹp, ăn vận, toàn đồ đắt tiền, đang vội vàng cất bước ra từ một cửa hàng, tay cầm đủ các loại túi đồ. Khi đó, một người ăn xin bị cụt chân đang quỳ bên đường. Người đi qua đều tìm cách lảng tránh xem như không thấy, nhưng cô gái xinh đẹp kia lại dừng bước trước ông. Chỉ tiếc rằng, hai tay cô gái xách quá nhiều đồ nên không tiện lấy ví tiền. Người hành khất cũng hiểu ý, chỉ khoát tay tỏ ý muốn cô ấy rời đi. Nhưng không ngờ cô gái lại để cho người hành khất giúp mình lấy ví ra khỏi túi áo. Khi đó, người ăn xin chỉ dùng đôi bàn tay lấm lem của mình, cẩn thận lấy một tờ 10.000 ra khỏi ví. Hành động này của cô gái khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Sự ngỡ ngàng của họ không bắt nguồn từ giá trị nhỏ bé của một tờ bạc 10.000 mà đến từ sự cao quý toát ra từ tâm hồn và nhân phẩm của người con gái ấy. Đó chính là biểu hiện của một người có nhân phẩm, đạo đức trong cách đối nhân xử thế. Ngược lại, kẻ chỉ biết bắt nạt người yếu hơn để đạt được cảm giác thắng thế, hay tối ngày hù dọa người nhà để có được sự thỏa mãn, thì phần lớn đều mang nhân phẩm thấp kém. Nên nhớ, phải tận lực tránh xa nhóm người chuyên hà hiếp kẻ yếu, nịnh nọt kẻ mạnh. Kiểu người như vậy vốn dĩ giả tạo, không thể kết giao, bởi nếu một ngày mối quan hệ giữa bạn và họ thay đổi, họ sẽ lập tức thu hồi bộ mặt xã giao của mình. Thứ ba, đạo đức với đồng tiền. Xưa nay tiền bạc là một trong những cám dỗ bậc nhất của con người. Vì tiền mà con bất hiếu, anh giết em, vợ lừa chồng, chi kỷ lừa lọc, hãm hại lẫn nhau. Cũng chính vì vậy, tiền bạc chính là chiếc la bàn chuẩn xác nhất để định rõ nhân cách con người. Điều đáng sợ nhất không phải là hết tiền, mà chính là khi hết tiền rồi thì bạn bè cũng không còn nữa. Nhận xét này nhận được rất nhiều hưởng ứng, đồng tình. Có cả những người kể lại những trải nghiệm mà họ từng có trong đời sống, cho thấy bản chất của một mối quan hệ dưới tác động của đồng tiền. Nhiều cặp bạn bè lâu năm một ngày trở nên hận thù vì tiền bạc. Nhiều cặp vợ chồng tan vỡ cũng chỉ vì tiền. Nhiều gia đình anh em ruột thịt ly tán cũng vì của nả. Kẻ hám lợi sẽ luôn nịnh bợ, gần gũi lúc giàu sang. Người thật lòng dù nghèo khó vẫn cúi đầu trân trọng. Kẻ xem trọng tiền tài khi túng bấn liền ngoảnh mặt quay lưng khinh rẻ. Người cương trực dù ta chỉ có một túp lều tranh vẫn mỉm cười nâng đỡ ta khỏi nguy nan. Có một câu chuyện như sau. Có một người trẻ, ba của anh ấy lái xe đụng trúng người ta, cần đền bù cho người bị đâm 70 triệu. 70 triệu đối với một gia đình bình thường không phải là con số nhỏ. Vì vậy, anh chạy đi vay mượn khắp nơi. Có một người bạn tốt khi biết sự tình đã cho anh vay 30 triệu. Sau đó, người cha mất đi sức lao động, gánh nặng kinh tế đè hết lên vai anh con trai. Vài tháng sau, anh nghe nói người bạn cho mình vay tiền bị bệnh nặng, cần tiền chữa trị gấp. Trước đó, anh làm việc cật lực để trả nợ, bản thân cũng không dư giả bao nhiêu. Anh về nhà, thương lượng với ba mẹ, thế chấp căn nhà để trả người bạn kia tiền, rồi cho người bạn ấy vay thêm một chút, phòng trường hợp cấp bách. Người bạn sau khi tỉnh lại, khi đó là vì tin vào nhân phẩm của cậu ấy, nên mới dám cho cậu ấy vay. Dẫu sao thì khi ấy, cũng chẳng ai biết tôi có thể tỉnh lại hay không. Nếu cậu ấy không xuất hiện, tôi cũng chẳng có ai biết tôi từng cho cậu ấy vay tiền. Sau này khi người bạn hồi phục, lập tức trả cho người bạn số tiền mà anh cho mình vay. Cả hai người họ đều hiểu rằng không có thứ tình cảm nào là lẽ đương nhiên cả. Tình nghĩa thực sự là khoảnh khắc bạn đứng ra khi người khác cần tới bạn. Đồng tiền có thể giúp ta nhìn thấu được nhân phẩm của một người. Cũng vì lẽ đó, nếu một người không biết rõ lai lịch của tiền tài, thậm chí chỉ cần có thể kiếm được tiền thì không việc gì là không dám làm. Thậm chí bán đứng cả người thân, bạn bè, vứt bỏ lương tri,
miễn là có được tiền tài trong tay, vậy không nên kết thâm giao với người như vậy. Thứ tư, đạo đức với bạn bè, bằng hữu. Giữa bạn bè với nhau, quý nhất là ở sự chân thành, đối đãi với nhau bằng tấm lòng thành thật. Nếu một người ngay cả đối với bạn bè thân thiết mà còn dùng tâm cơ, có sự suy nghĩ chủ tính, bên ngoài nói một đằng, nhưng trong tâm lại nghĩ một nẻo, miệng và tâm không thống nhất với nhau, thì đó là người không đáng tin. Người như thế xưa kia gọi là tiểu nhân trong số kẻ tiểu nhân và bị người đời khinh thường. Những kẻ không có nhân phẩm này thường chẳng mang đến cảm xúc của bất kỳ ai. Thay vì gắn kết các thành viên trong nhóm, họ sẽ ngụy tạo nhiều câu chuyện để mọi người hiểu nhầm và ghét bỏ nhau. Mục đích của những người này khi làm quen bạn chính là tìm kiếm cơ hội cho chính mình. Khi thời cơ đến, họ sẵn sàng tranh đấu với bạn để giành lấy thành công trước mắt. Một số người sẽ âm thầm chơi xấu bạn, số khác sẽ bộc lộ bản chất ngay khi có cơ hội. Nếu muốn thử lòng loại người này, bạn hãy hỏi vu vơ họ một câu chuyện bất kỳ để thử xem họ trả lời như thế nào. Như một thói quen, họ sẽ phản ứng theo tâm lý của một kẻ ích kỷ, luôn dành phần có lợi cho mình. Đây là phép thử để bạn nhận biết được ai mới là người thật lòng với mình. Ngoài ra, họ còn có thói quen chối bỏ trách nhiệm cho những việc làm sai trái của mình, kiên quyết thực hiện đến cùng nhưng cũng sẽ phủi bỏ hoàn toàn lỗi lầm nếu như chẳng may việc làm ấy có sai sót. Kiểu người đối đãi với bạn bè không chân thành, khi bạn khá giả thì đến khi bạn khốn khó, đi kết giao bạn bè chắc chắn không đáng tin cậy, gặp lúc khó khăn, hoạn nạn chắc chắn là kẻ bất nghĩa, cho nên tốt nhất là nên tránh xa. Ngược lại, những người tử tế, có đạo đức thì lại khác. Trong gia đình họ luôn thành thật, có trách nhiệm và là chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Trong công việc, họ bình tĩnh, không nóng vội, không cáu gắt. Họ làm việc chặt chẽ, có trước có sau và rất ít khi mắc sai lầm. Trong đời sống, họ khiêm tốn, thật thà, tử tế và lương thiện. Trong tình bạn, họ luôn đối xử chân thành, hết lòng vì bạn bè, luôn ở bên bạn dù lúc khó khăn, thất bại. Không cần nhìn đâu xa, như thế là quá đủ để khẳng định được nhân phẩm của họ rồi. Thứ năm, đạo đức với chính mình. Trong xã hội luôn luôn có một kiểu người thường lấy mình làm trung tâm. Khi mọi người phục tùng mình thì trong lòng mới vui vẻ. Nếu không được như thế thì khó chịu, không vui. Kiểu người này là người ích kỷ, tư tâm nhiều. Người như vậy sẽ không biết suy xét đến cảm nhận của người khác, không biết lo lắng cho người khác. Họ cũng không bao giờ chịu thiệt, chịu một chút tổn thất trước người khác. Còn một kiểu nữa là người thường xuyên có suy nghĩ tiêu cực, luôn oán thán than trách, không đối đãi tốt với chính bản thân mình. Điều khủng khiếp nhất của sự oán trách là nó có thể làm mờ mắt người ta, khiến chúng ta không thể thấy được khuyết điểm của chính mình. Oán trách là một loại thói quen xấu, nó khiến họ đổ hết những sai lầm cho người khác và quy hết mọi nguyên nhân vào bản thân sự tình. Nó làm cho chúng ta bỏ qua hết những lỗi lầm và thiếu sót của chính mình, và rồi ngày càng lún sâu hơn vào thói quen này. Có thể nói rằng, oán trách là một sự tự lừa dối đáng sợ. Những người thích oán trách chắc chắn là rất hèn nhát và yếu đuối. Họ không dám tự mình chịu trách nhiệm mà đẩy hết trách nhiệm cho cuộc sống và cho những người khác để lừa dối bản thân, sống trong khổ sở và hèn mọn. Kiểu người như vậy chính là không biết trân quý sinh mệnh của mình. Người mà không biết trân quý sinh mệnh, thân thể của bản thân thì sẽ không trân quý người khác. Thậm chí khi bị thất ý, họ sẵn sàng làm hại người khác. Những người có nhân phẩm thấp kém như vậy thì không nên kết thâm giao. Quý vị thân mến, nhân phẩm, đạo đức là danh thiếp của mỗi người khi hành tẩu, cũng là giấy thông hành tốt nhất trong cuộc sống. Một người nhân phẩm không tốt, suy cho cùng rồi cũng gieo nhân nào gặp quả nấy mà thôi. Nhân phẩm tồi, dù bạn có bản lĩnh lớn lao tới đâu, cũng không có ai muốn lại gần. Bất kể là trong làm ăn hay cuộc sống, bất luận là trong hợp tác hay kết giao bạn bè, chỉ khi nhân phẩm tốt mới có cái gọi là đồng tâm hiệp lực giữa người với người. Chỉ khi nhân phẩm tốt mới có người tin tưởng giao trọng trách cho bạn gánh vác. Bởi năng lực có thể khiến người khác ngưỡng mộ bạn, nhưng nhân phẩm
mới là thứ khiến người khác tôn trọng bạn. Hy vọng rằng những chia sẻ ngày hôm nay vừa giúp cho quý vị mở mang tầm mắt trong cách nhìn người, nhưng cũng là thêm một lần nữa chúng ta tự ngẫm lại mình để bồi dưỡng lại nhân phẩm cho chính bản thân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!